Si lavora, si lavora. Yếu à, thần kiếm hơi bị mạnh nhá. Thôi là ngài chết rồi. Rừng thì vẫn mấy con này thôi, giao ban cửa đá cắt. Đến nước mắt mạnh lắm, thể luôn đấy. Đến nước mắt bản này cực mạnh, lấy gì? Thử bóc quan nha, thử bóc quan nha. Ôi trượt! Ốc sạng trượt nhở, thể luôn ấy. Không phải bắn cuộc sống nó cứ ảo 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 ảo. Được phát. Cửa hút nhà anh em thấy thần kiếm hút nhà kinh không? Thần kiếm dã man không? Ôi trời, 360 máu một phát. Chỉ mất đến 30 giây để lấy được một len à. Quá mạnh. Sổ lối đam. Mình đam mình ấy, man phai luôn luôn thì có đam. Bắn thế mà cũng tới. Xì lâu đó, xì lâu đó. Úi dồi ôi đam kìa. Sợ không? Phá đi, phá đi, đừng cho về, phá đi, phá đi. Làm nhẹ hai trụ. Chạy nha, thế nha. À ờ vâng, đúng rồi, con Marus chuẩn luôn. Thế nha. Má đam nó ảo.
Mình quay ra gọi là một lúc mà nó chắp mắt đấy nhé. Ôi xùi ơi, nửa cây, gần nửa cây. Không đánh nhau đây, không đánh nhau đây. Bóc đây, đó, tức chưa. Nhà lại đúng rồi, thần kiếm, ờ đúng rồi. Varus Mid lên nước mắt. Comeback. Chuẩn chưa? Vô. Ây à, lạ Facebook à. Lạ Facebook à. Đã bảo rồi, chơi Facebook ít thôi, nó có hại, chơi sức khỏe lắm. Nó hại hết việc lấy việc lọ, chơi Facebook ít thôi. Đi anh, đi anh. Quay về. Đi về nó đẩy ngược anh em ạ. À thôi, chưa đủ nước mắt. Tỏ ta một con chó chết mà. Xôi rồi, đau chưa? Ui, kim thạch, kim thạch để sắp thật đấy. 180 số. Game là dễ. Ok, không nào cả lại. Mình nhắm con Diven mà. Đấy, còn chưa áp được thần kiếm ấy nhá. Áp được thần kiếm mà chưa biết thế nào đâu. Game này nhanh quá, chưa kịp được thần kiếm kìa. Phải đánh lại một trận nữa anh em. Đàm phải chưa? Chết. Chồng người đánh bắt tiền đông, chồng em trong bếp dương cung bắn mèo. Cháy đít luôn. Ôi sao quả lại yếu. Chưa lên được cái thần kiếm anh em ạ, lên thần kiếm cũng cực mạnh luôn đấy. Lên được cái thần kiếm nó cực mạnh luôn đấy mà chưa lên kịp. Đánh lại một trận nữa. Đánh lại một trận Varus nữa, thề luôn này.